Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 206 trên kênh Truyện Ma Chiếu Ba Duy. Duy chúc mọi người có một buổi nghe truyện ma thật hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào tập truyện đầu tiên của ngày hôm nay. Cái câu chuyện ngày hôm nay thì Duy được kể lại từ một bạn nữ. Mà bạn nói mặc dù là con gái nhưng bạn rất là thích tò mò về tâm linh, rất thích đọc truyện ma, coi phim ma và đặc biệt là những cái bộ phim nặng ký, những bộ phim kinh dị á mọi người. Bạn nói nhiều khi bạn rất tỉnh nha. Bạn ngồi coi phim chung với một nhóm bạn đi, mấy đứa kia thì tụi nó sợ, rất là sợ. Còn riêng bạn thì bạn tỉnh queo à, không hề sợ sệt gì cả. Nói thẳng ra đó, mê phim ma thì mê, nhưng mà chưa bao giờ bạn tin tâm linh cả. Cho tới một lần, cái sự việc đó bạn chứng kiến ngay tại cái ngôi nhà của bạn luôn á, thì bạn mới tin tâm linh nó có thật. Đây là một cái câu chuyện bạn chứng kiến ngay tại cái nhà vệ sinh ở nhà của bạn. Chuyện là tối ngày hôm đó tầm khoảng 9-10 giờ đêm gì á, tự nhiên cha với mẹ bạn đi công chuyện hay đi đâu đó không biết mà chưa có về tới nhà nữa. Thành ra chỉ có mình ên bạn ở nhà để mà coi chừng nhà thôi. Nằm bấm điện thoại tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ thì bắt đầu là mới chuẩn bị đi tắm. Tại vì ngày nào bạn cũng tắm giờ đó hết trơn á, cho nên cũng quen rồi. Rồi bạn cũng lấy đồ đi vô nhà tắm để mà tắm. Mà bạn nói cái nhà tắm của bạn á, nó được thiết kế là cái cửa kiến nó làm bằng cái kính nhám á mọi người. Cho nên mình đứng ở ngoài á, mình có thể nhìn vào bên trong cái người đang tắm. Và ngược lại, cái người bên trong cũng có thể nhìn thấy được một cái hình bóng của người nào đó nếu mà người ta đi ngang cái chỗ này. Giờ đó 9-10 giờ đêm rồi, mà vẫn chưa thấy cha mẹ đi về nữa. Bạn vẫn đang tắm bình thường vậy đó. Tự nhiên bạn mới đưa mắt bạn nhìn ra cái cửa nhà tắm á, thì bạn thấy phía trước có một hình bóng của cái người. Tự nhiên đi lướt ngang vậy nè, mà bạn có thể thấy được á, cái người này tóc dài nha, mà mặc cái bộ đồ màu trắng trắng. Tại vì nhìn ra thấy rất rõ, chỉ có điều là không thấy mặt mũi người ta thôi. Mà đi thì cũng không phải đi bình thường nữa. Tự nhiên đi xẹt qua cái gì nè, đi rất nhanh nha. Mới đầu thì bạn cứ tưởng đâu là mẹ đã về rồi, cho nên bạn đứng trong nhà tắm á, bạn mới kêu ra bạn hỏi là ủa mẹ về rồi hả mẹ, thì không ai trả lời hết. Bạn vẫn tắm thôi, lúc đó là bạn chưa có nghĩ gì hết trơn á. Bạn tưởng đâu là mẹ chưa có nghe, cho nên là bạn tắm một tí nữa thôi á, bạn mới thấy cái người này lướt qua nữa. Lướt qua lần này thì nó nhẹ hơn lần trước. Tuy nhiên bạn im, bạn lắng nghe kỹ thì vẫn không nghe cái tiếng bước chân của người này đi. Cái người này đi dạng như là lướt đi vậy đó, chứ không phải là đi ở trên mặt đất. Nhưng mà thôi, lúc này cũng vẫn cố gắng trấn an, cứ tưởng đâu là mình ở trong này, rồi cái tấm kiến nó cách âm, mẹ không có nghe được cái tiếng kêu của mình. Cho nên bạn vẫn tắm tiếp. Bạn tắm đâu thêm tầm khoảng 10 phút nữa đó, lúc này mặc đồ xong hết trơn rồi nha, bước ra ngoài. Đi ra ngoài nhà ngoài thì thấy nhà của mình nó vẫn im ắng như bình thường, không hề có dấu hiệu là cha mẹ mình đã đi về. Rồi bạn đi thẳng ra ngoài nhà khách á, bạn cứ tưởng đâu là cha với mẹ ngồi ngoài nhà khách không hà. Khi mà ra tới ngoài phòng khách á, thì đâu thấy ai đâu, tại vì cha mẹ của bạn có về đâu mà ngồi ở đó. Lúc đó thì tự nhiên bạn mới ngớ người ra. Bạn ngồi ngay tại cái ghế sofa ngay phòng khách á, bạn mới lấy điện thoại bạn điện cho mẹ. Bạn hỏi ủa, hồi nãy giờ mẹ có đi về không? Thì mẹ mới nói là mày bị điên hả? Tao mới đi chưa được một tiếng đồng hồ nữa, rồi không lẽ bây giờ tao về sớm rồi một tí tao quay lại tao làm công chuyện nữa hay gì? Mà có chuyện gì không mà mày điện vậy? Khi mà nghe mẹ nói vậy xong á là bạn cúp điện thoại ngang luôn. Bắt đầu bạn mới nghe từ dưới cái nhà tắm á, cái chỗ mình mới tắm hồi nãy á, có cái tiếng lạch cạch, không biết là người ta đang làm cái gì. Rồi một hồi á, nghe cái tiếng nước á, nó chảy xuống cái thùng nước phía dưới cái vòi nước á, giống như là ai mới vừa mở cái vòi nước ra vậy đó. Bạn nghe rất rõ luôn. Một hồi á thì cái tiếng nước này nó khóa lại, không còn nghe tiếng nước nữa. Mà thay vô đó là nghe cái tiếng bước chân người ta đi từ cái nhà tắm đi thẳng ra cái phòng khách luôn. Kiểu như là nếu như mà cái nhà mình lót gạch men á mọi người, mà ai đi chân không mình đi á, thì có thể nghe được cái tiếng bước chân hết trơn à. Thôi thì ngay lúc này là không có suy nghĩ gì nữa hết, không dám bước vô nhà trong luôn mà. Bạn cầm cái chìa khóa cổng ở trên tay á, rồi bạn ra bạn mở cái cửa cổng. Bạn để cửa cổng không vậy luôn, bạn không có đóng lại. Bạn phi thẳng một mạch, bạn chạy qua nhà con nhỏ bạn, cách nhà bạn tầm khoảng vài trăm mét. Bạn chạy qua nhà của nó, mà 9-10 giờ đêm rồi, bạn chạy thục mạng luôn đó. Chưa bao giờ bạn sợ như bây giờ luôn. Bạn rất sợ. Bạn chạy nhanh tới nỗi mà bạn nói nếu mà có ai gặp bạn
chắc bà đụng người ta cũng té quá. Mặc dù là chạy bộ nha, mà chạy giống như là chạy thục mạng vậy đó. Qua tới bên nhà của nó thì bạn chỉ lo thở không thôi à. Nó hỏi mày bị gì vậy? Thì bạn cũng đâu có dám trả lời. Bạn thấy là đây cái chuyện ở nhà của mình, cho nên thôi bạn cũng không có kể. Với lại á, hồi đó giờ bạn không có sợ ma, bây giờ tự nhiên nói với nó là tao sợ ma thì sợ là quê với bạn mình. Ngồi được một chút thôi á, thì cha với mẹ bạn mới đi công chuyện về. Về thì ổng bà mới gọi điện thoại cho bạn. Ổng bà hỏi nãy giờ mày đi đâu, mày đi đâu giờ này á mà mày để cửa nhà tan hoang vậy, ăn trộm vô lấy đồ hết rồi sao? Lúc đó là cái nỗi sợ của bạn nó nhân hai luôn. Bạn vừa sợ ma trong nhà của mình, mà sợ á, một tí về á, ổng bà đánh mình bầm dập nữa. Thì thôi đêm đó bạn ráng, bạn ngủ ở lại nhà của nhỏ bạn luôn, chứ không có dám về nhà của mình. Cho tới sáng hôm sau á, thì mới dám lọ mọ đi về nhà. Về tới nhà thì bà mẹ bà đợi sẵn ở trước nhà rồi. Bà mới vô bà hỏi chuyện á, thì bạn mới kể lại cái chuyện hồi tối hôm qua cho mẹ nghe. Nhưng mà mẹ bà không có tin. Bà nói là mày nhìn lộn á, trong nhà mình hồi đó giờ làm gì có ma cỏ, mày nói điên hả? Nhưng mà bạn khẳng định á, là bạn thấy rõ ràng cái người đó lướt qua tới hai lần ngang cái cửa của cái nhà tắm luôn. Cái cửa kính mờ mà nhìn thấy rất là rõ luôn. Rồi hai mẹ con cãi qua cãi lại tí rồi cũng thôi. Tuy nhiên lâu lâu á, bạn vẫn thấy cái bóng đó cứ đi qua đi lại phía trước nhà của bạn. Và đặc biệt cứ hễ ngày nào bạn tắm đêm á, bạn tắm khi mà cha mẹ bạn đã đi ngủ rồi á, thì bạn lại thấy cái bóng đó lướt qua cái cửa nhà tắm của bạn một lần nữa. Có nghĩa là người ta vẫn ở trong nhà của bạn, nhưng bạn nói là chưa bao giờ người ta làm hại gì bạn cả. Tuy nhiên qua cái câu chuyện này á, thì bạn cũng nhắn gửi với những cái bạn, đặc biệt là những cái bạn gái hay tắm đêm á, thì nếu được á, tắm sớm sớm một tí, đừng có tắm trễ quá. Tắm trễ quá rất là dễ gặp cái này gặp cái kia đó. Và đó là một lần gặp ma đầu đời của bạn. Cho tới cái năm bạn 19 tuổi á, thì có một cái biến cố xảy ra đối với bạn. Đó chính là bạn mang thai. Cũng do tuổi trẻ mà, khám phá này khám phá kia, cho nên cũng dính bầu. Tuy nhiên ngặt một cái, đó chính là sau cái ngày bạn phát hiện mình đã mang thai rồi đó, thì đúng một tuần sau bắt buộc bạn phải đi qua bên nước ngoài để mà du học. Tại vì lúc này thủ tục đã đăng ký hết trơn rồi, giấy tờ xong hết rồi, bạn phải đi qua đó, đâu thể nào mang cái bầu qua đó được đâu. Cho nên cũng đã ngồi lại nói chuyện với ba mẹ, sau đó thì cũng đã ra quyết định đó là đi bỏ cái thai này. Và cái người trực tiếp dẫn bạn đi phá cái thai đó chính là mẹ ruột của bạn luôn. Mà hình như là sau khi bạn phá cái đứa nhỏ này đi rồi đó, bạn chưa có vào chùa để mà làm lễ, cũng như là chưa có đặt tên cho em bé. Thành ra đó là khi bạn qua bên nước ngoài du học được mới một tuần thôi hả, ổn định nhà cửa xong hết trơn á, bắt đầu bạn lại bị ma đè và gặp những cái giấc mơ rất là lạ luôn. Hồi trước giờ bên Việt Nam á, có bao giờ bạn bị ma đè đâu, mà cũng không bao giờ bạn thấy những cái giấc mơ kiểu vậy hết trơn á. Điển hình là khi qua bển học á, tự nhiên có nhiều đêm á, bạn cảm giác giống như là ở trong cái căn phòng của bạn thuê bên bển á, có rất là nhiều con nít, y chang như là cái phòng của bạn á, nó là một cái nhà trẻ vậy đó mọi người. Đang nằm ngủ mà tiếng con nít á, nó nheo nhóc xung quanh hết trơn vậy đó. Nó la, nó cười, nó giỡn, nó khóc tùm lum hết trơn luôn. Rồi nhiều khi á, đang nằm ngủ vậy nè, bạn có cảm giác giống như là hai cái giò của bạn á, nó bị dở hỏng lên trên cao vậy đó. Nó rất là ngộ luôn. Mới đầu bạn thật sự là không có để ý tới, tại vì chắc có thể bạn học hành mệt mỏi quá, cho nên là bạn ngủ rất là ngon, bạn không có để ý tới những cái giấc mơ này đâu. Tuy nhiên bạn vẫn có nhớ lại. Và điển hình là lần đó bạn có nằm thấy một cái giấc mơ rất lạ. Đó chính là ở trong phòng của bạn có một cái đứa con nít. Có thể là bạn không có nhớ rõ cái đứa này là con trai hay con gái, nhưng mà trong cái thâm tâm, trong cái suy nghĩ của bạn thì bạn định hình đây là một cái bé gái. Cái mặt rất là bụ bẫm nha, cái mặt nó tròn, một con mắt nó cũng to nữa, dễ thương dữ lắm. Trong giấc mơ á, kiểu như là hai người, bạn với cái cô bé đó, hai người mới chạy lại với nhau, rồi ôm nhau. Bạn thì bạn kêu là con, cái con bé đó thì kêu là mẹ ơi mẹ, y chang vậy đó. Y chang như là hai mẹ con mà ở xa mới vừa gặp nhau vậy đó. Mà cái giấc mơ này á, nó cứ lặp đi lặp lại hoài luôn. Cho tới khi bạn về Việt Nam, bạn thăm nhà đó, bạn vẫn thấy cái con bé gái này. Con bé nhỏ xíu à, mà dễ thương dữ lắm, ở trong nhà của bạn luôn. Tới lúc đó thì bạn mới nói với mẹ nghe, và mẹ mới lên chùa đó làm lễ cho em bé, rồi đặt tên gửi em bé vô chùa. Thì cứ nghĩ mình đã gửi cái đứa con nhỏ của mình vô chùa đó, thì con của mình sẽ đi học theo Phật Pháp này nọ. Nhưng mà không. Tới khoảng 2 năm sau, khi bạn lấy chồng, bạn về nhà chồng ở, thì lúc này những cái hiện tượng bị bóng đè của bạn nó càng xuất hiện nhiều hơn nữa. Tại vì khi bạn về nhà chồng, bạn làm dâu á, bạn ở với chồng bạn thì đa số anh chồng sẽ đi làm ca đêm không hả? Mỗi lần ngủ ở nhà đó, cái phòng ngủ này nó không có đèn ngủ, cho nên bạn lại càng sợ hơn nữa.
Không biết là do bạn không thích ngủ đèn ngủ hay là do bạn không có gắn đèn ngủ thì bạn không có nói rõ. Tuy nhiên những lần như vậy bạn rất sợ. Thường thì bạn sẽ đợi tới 6 giờ sáng, khi mà chồng của mình đi làm về thì bạn mới dám nằm, bạn vô giấc thôi. Mà đa số là như vậy. Có nhiều đêm á, nửa đêm gì đó, bạn đâu ngủ được đâu, cứ nằm mở mắt trao tráo nhìn lên trên trần nhà đó, đâu ngủ được, đang tỉnh như rùa gì đó, thì tự nhiên lúc này á, bạn cảm thấy tay chân của bạn nó tê cứng ngắc lại hết trơn luôn, là bạn biết á, bạn sắp bị ma đè rồi. Những cái ngày đầu á, thì đa số bạn toàn bị cứng ngắc tay chân, rồi bạn bị đè, sau đó thì bạn có thể ngủ lại được, hoặc là đợi chồng mình 6 giờ sáng về á, thì bạn ngủ tiếp. Tuy nhiên á, những cái lần sau á, kinh dị hơn á, là những lần đó bắt đầu bạn mới cảm thấy giống như là kế bên cái lỗ tai của bạn có cái đầu của một cái con bé gái. Cái con bé này nhỏ tầm khoảng 2-3 tuổi thôi, mà nó luôn luôn á, nó kê cái đầu của nó sát với cái lỗ tai của bạn vậy nè. Lúc nào nó cũng hét lên một cái tiếng rất là lớn. Nó hét là mẹ ơi, nó hét hoài vậy đó. Nó kêu như là nó kêu từ ở chỗ xa, nó kêu cho bạn nghe vậy đó. Bạn nói cái tiếng hét này á, nó lớn tới nỗi á, mà nó giọng nó ung vô trong não của bạn luôn, khiến bạn rất là nhức đầu. Mỗi lần như vậy á, bạn chỉ biết niệm Phật thôi, nhưng mà càng niệm Phật nó càng la lớn lên. Rồi cái thời gian đó bạn đâu có biết phải làm gì đâu, hầu như là ngày nào bị đè là cũng nghe cái tiếng hét của nó hết trơn á, riết rồi cũng thành quen. Thôi á thì càng ngày á, bạn càng tập quen với những cái giấc mơ đó luôn. Tuy nhiên nói đi á thì cũng phải nói lại, sợ thì sợ nhưng mỗi lần nghe cái con bé này nó hét á, tự nhiên bạn mới thấy chột dạ trong bụng của mình. Bạn biết đây có thể là cái con bé mà mình đã từng bỏ nó rồi nè. Cho nên những lần mà nghe nó hét á, tự nhiên cái trong tâm của bạn á, bạn lại muốn xin lỗi con. Bạn muốn thốt ra là cho mẹ xin lỗi con nha con. Thời điểm đó mẹ còn nhỏ dại quá, mẹ đi học hành, cho nên bắt buộc á, mẹ phải bỏ con chứ mẹ không có giữ con được. Thành ra là sau khi bạn quen dần với những cái giấc mơ này á, thì bạn lại càng muốn là bạn vái cho con bé này nè. Mỗi ngày con về với mẹ đi, để mà mẹ được bù đắp cho con. Con về với mẹ đi, mẹ không có sợ con nữa. Cái số lần mà bạn gặp cái bé này trong những giấc mơ á, nó rất là nhiều, bạn đếm không nổi luôn. Tuy nhiên cũng có cái lần cuối cùng. Cái đêm đó là cái đêm cuối khi bạn thấy cái cô bé này về nằm kế bên bạn. Cái hôm đó bạn nằm ngủ là bạn đang nằm ngửa ra vậy nè. Tự nhiên bạn mới cảm nhận là cái con bé này nè, nó về mà nó xà vô lòng của bạn, nó ôm giống như là bạn đang nằm bạn cho con bú vậy đó. Bạn cảm nhận rõ ràng là hai cái bàn tay con bé này nè, nó bóp chặt vô cái tay của bạn, mà bóp giống như là con của mình nó đang rờ vô da thịt của mình vậy đó. Rất là thật luôn. Cái đêm đó là một cái đêm không ngủ của bạn. Tại vì bạn biết là con của mình về rồi, bạn đang thức nha, bạn mới luôn miệng nói trong lòng á, bạn nói cho mẹ xin lỗi con nha. Rồi bạn khóc quá trời khóc, khóc như một đứa con nít vậy đó. Đâu tầm khoảng một tháng sau á, thì bạn mới đậu thai, và bạn sanh ra một cái đứa con, cũng là một đứa con gái, rất là bụ bẩm. Cái mặt thì cũng tròn, con mắt cũng to, y như là cái đứa bé gái đã xuất hiện trong những giấc mơ của bạn vậy đó. Mà đặc biệt á, cái đứa bé gái này nè, khi mà đẻ nó ra, cái tiếng của nó rất lớn. Nhiều khi để nó dưới tầng trệt á, nó ngủ mà nó giật mình á, nó hét lên một cái là tới trên tầng trên còn nghe nữa. Cái tiếng hét này á, y chang cái tiếng hét của con bé trong giấc mơ của bạn luôn. Bạn còn nói thêm á, là không biết sao trong cái khoảng thời gian bạn bị bóng đè bên nước ngoài á, ở bên Việt Nam á, mẹ của bạn làm ăn sa sút, thua lỗ mà làm cái gì là thua cái đó. Cho nên cuối cùng á, là mẹ của bạn đã lâm nợ, thiếu nợ người ta rất là nhiều, khiến mẹ của bạn xuống sắc luôn. Hồi trước mẹ của bạn á, cao to lớn dữ lắm, nhưng mà kể từ cái ngày thiếu nợ người ta, lo rầu, không có ăn uống gì được hết trơn á, rồi làm không có vô tiền, cho nên là cứ gầy gò rồi xanh xao không hả. Bạn thấy rất lo. Cho nên cái lần đó bạn có kêu mẹ là thôi bây giờ mẹ sắp xếp rồi, con bảo lãnh mẹ qua đây nè, mẹ ở với con thời gian đi. Thành ra cho tới khi bạn đẻ cái đứa con của mình ra đó, thì lúc này may mắn mẹ của bạn cũng đã tìm một cái công việc mới khá là ổn định, làm ăn nó cũng khá lên. Tuy nhiên nợ bên Việt Nam á, thì vẫn còn, và trả dần dần đều đều cho người ta. Cái câu chuyện này của bạn á, thì bạn nói thật sự nó không có gì đáng sợ hết. Tuy nhiên nó chỉ đáng sợ với những cái người trong cuộc, những ai đã từng tạo ra những đứa con, và chính tay của họ phá đi những đứa con của họ thì mới hiểu được cái cảm giác đó. Nhất là cái lúc thấy chính cái đứa con của mình á, nó về trong giấc mơ, nó đè mình như vậy đó. Tuy nhiên phải nói á, nhân quả thì lúc nào mình cũng phải trả rồi. Tại vì trong cái khoảng thời gian bạn bị bóng đè đó, thì chắc chắn cái đứa bé này á, có xui khiến cho gia đình của bạn phải trả đi một phần nào đó nghiệp của mình. Bằng chứng là mẹ của bạn làm ăn liên tục thua lỗ, và bạn không thể nào ngủ nghe, và cũng không thể nào làm ăn được cái khoảng thời gian đó hết trơn á. Thành ra là bạn muốn nhắn gửi với những cặp đôi nào đang quen nhau á,
rằng nếu như muốn tạo một đứa con ra đó thì phải có trách nhiệm nuôi nó, hoặc nếu như đã xác định bỏ nó rồi đó thì phải nghĩ tới những cái hậu quả nào đó mình chắc chắn sẽ phải gánh chịu. Thôi thì cách tốt nhất á, là phải xài những cái biện pháp nào an toàn để tránh thai đi. Tại vì hậu quả là nó trước mắt đó, chắc chắn mình sẽ phải nhận một cái hậu quả rất là khôn lường. Câu chuyện tiếp theo kể về một cái người chị bà con của bạn. Bạn nói ở bên ngoài á, thì bạn có một cái người cậu hai. Cậu hai có ba người con gái. Trong đó đáng nói nhất là cái người chị hai. Chị hai này tên là chị Hồng. Và đây là những câu chuyện xoay quanh một cái biến cố trong cuộc đời của chị Hồng này luôn. Cái câu chuyện này á, nó xảy ra hồi cái năm bạn đang học lớp 7. Lúc đó thì chị Hồng á, đã học cấp 3 rồi, chuẩn bị thi đại học rồi. Cho nên chị Hồng đi học khuya về rất nhiều. Đi học về trễ không à. Mà cộng thêm một cái nữa, thời điểm đó chị Hồng á, rất là thích đi tụ tập với bạn bè. Cho nên đã đi về trễ rồi, á, nay lại càng đi học trễ hơn nữa. Mà nhà của chị Hồng á, là kiểu như nhà trong nông thôn mọi người. Đi từ nhà mà đi tới trường á, cái đoạn đường nó rất là vắng. Hai bên toàn là đồng trống không à, mà lâu lâu á, có cả những cái bụi lùm luôn. Đặc biệt á, cái con đường đi từ nhà tới trường này á, ở hai bên này nè, có rất là nhiều ao nước. Người ta đào ao để mà nuôi cá đó mọi người. Tuy nhiên đi học về trễ vậy đó, thì chị Hồng chưa bao giờ sợ ma hết trơn á. Mặc dù là con gái, nhưng mà rất là dạn nha. Cũng đi học về bình thường à, không có chuyện gì xảy ra hết trơn á. Mấy năm trời, từ nhỏ tới lớn ngày nào cũng đi học trên con đường đó, đi riết mà mòn cái đường luôn đó, đâu có gì xảy ra đâu. Tuy nhiên tới ngày hôm đó là một cái ngày rất là đặc biệt luôn. Tại vì hôm đó chị Hồng cũng đi học về trễ, tầm khoảng 7-8 giờ tối rồi, hai bên đường nó vắng tanh à. Tự nhiên chị mới chuẩn bị đi tới một cái đập nước. Chị đang đi thì chị thấy ở bên đường tự nhiên có một cái người thanh niên. Cái người này trạc trạc tuổi của chị luôn, y chang như là một cái người nào đó học chung trường với chị vậy đó. Tự nhiên chị đang đi vậy đó thì chị thấy cái anh này sấn ở đâu từ ở bên trong cái bụi lùm là đi ngang nha. Tự nhiên đi ra rồi ngang cái mặt của chị đứng đó vậy đó, chứ không phải là cái người đi song song với chị hay là đi ngược chiều với chị vậy trơn á. Rất lạ. Nhưng lúc này chị chưa có suy nghĩ gì hết á. Chị thấy có một cái người bạn này á thì đi về chung với mình á, mình cũng đỡ sợ. Cái anh đó cũng nói chuyện rất bình thường với chị, đứng lại bắt chuyện. Cái mới hỏi chị là ủa bạn có bạn trai chưa? Chị Hồng cũng rất là ngơ ngác, với lại á cũng rất là thật tình trả lời với anh đó là tôi chưa có bồ bạn ơi. Nhưng một cái chuyện lạ xảy ra trước mắt của chị Hồng, đó chính là ngay sau khi chị trả lời cho anh này biết rằng chị chưa có bồ á, thì cái anh trai này nè tự nhiên á ôm cái cặp rồi nhảy xuống cái đập nước kế bên cái con lộ này luôn. Thường á, một cái ao nước lớn vậy đó, nhảy xuống sẽ nghe một cái ầm, một cái tủm rất là lớn. Nhưng khi cái anh này nhảy xuống á, không nghe tiếng động mà cũng không thấy nước nó văng lên gì hết. Cái anh này nhảy xuống đó là mất tiêu luôn. Tự nhiên lúc này chị Hồng mới đứng hình rồi. Lúc đó là chị mới biết là chị đã gặp ma rồi đó. Cho nên là chị vẫn ráng giữ bình tĩnh, chị niệm Phật, rồi chị đi từ từ đi về nhà. Đi bộ chứ không phải đi xe gì hết trơn á. Về tới nhà mới kể cho cậu hai nghe, thì cậu hai ổng mới cảnh cáo. Ổng nói từ đây về sau á, con đi học á, con phải tranh thủ về sớm, hoặc là ba sẽ ra ba đón con ở chỗ đó, chứ không cho con đi mình ơn nữa. Là kể từ ngày hôm đó, cậu hai là ngày nào cũng ra cái chỗ đó để mà đón chị Hồng đi học về, chứ không dám để con mình đi mình ơn trên cái đường đó nữa. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà đâu phải cứ ngày nào cậu hai ổng cũng rảnh để mà ổng ra ngoài đó, ổng canh để mà chở chị Hồng đi học về đâu. Cũng có những lần cậu hai ổng có công chuyện, cho nên bắt buộc á, chị Hồng phải tự đạp xe đạp, xách chiếc xe đạp á, rồi chạy thẳng về nhà luôn. Cái ngày hôm đó tự nhiên á, chị Hồng cũng chạy ngang khúc đó luôn, cũng đi học về tối. Tại vì bắt buộc á, đi học thêm là phải về cái giờ chọn dạng tối đó rồi. Mà xung quanh cái chỗ này á, nó vắng dữ lắm. Chạy một lúc lâu sau á, mới có nhà dân của người ta ở tuốt đằng kia. Vừa chạy tới cái đập chỗ đó nữa là bắt đầu á, chị vẫn cắm đầu chị chạy nha. Chị biết là chị không có dám quay là chị nhìn rồi. Chị đang chạy á, thì chị mới nghe một cái tiếng bụm rất lớn. Cái tiếng này giống như là cái tiếng của ai từ dưới nước á, người ta đang trầm mình ở dưới, rồi người ta mới ngoi cái đầu của người ta và người ta leo cái mình của người ta lên bờ vậy đó. Chị nghe cái tiếng đó xong á, là bắt đầu chị thấy cái yên xe của chị nó bắt đầu nó nặng từ từ mà đạp hoài đạp không có nổi luôn. Mặc dù rất là sợ nha, nhưng mà chị Hồng được cái á, cái tính của chị rất là bình tĩnh. Không phải là chị hốt hoảng hay là chị la làng lên gì đâu. Chị la làng cũng đâu được gì đâu, tại vì hai bên đâu có nhà của ai đâu. Chị vẫn ráng chị đạp, chị niệm Phật, rồi chị đạp từ từ. Mặc dù những cái đạp của chị nó nặng giống như là cái yên xe có ai chở một cái cục đá phía sau lưng vậy đó. Chị ráng đạp một hồi,
chị thấy đằng phía kia có cái nhà của người dân á, là chị mới tấp đại chiếc xe đạp của chị vô nhà của người ta. Chị vô đó chị mới nói với người ta, con đi học về mà con bị gặp ma. Vô đó thì chị mới ngồi đợi một hồi á, chị mới kêu cha của chị tới rước. Sau cái ngày hôm đó, khi mà được mọi người tới nhà cậu hai, nhờ cậu hai á, chạy tới đây để mà rước chị về á, thì ông cậu hai ổng đã hứa với lòng không bao giờ ổng để cho chị phải chạy xe một mình trên cái đoạn đường đó nữa. Lúc nào cũng phải có người để mà rước chị về. Ổng không rước được thì ổng sẽ kêu vợ ổng, hoặc là ổng sẽ nhờ người quen tới rước chị Hồng đi học về. Đỉnh điểm là cái ngày hôm đó, mẹ của chị Hồng tới để mà rước chị Hồng đi học về. Hai mẹ con đang chạy trên một cái chiếc xe đạp vậy nè, cũng chạy tới khúc đó luôn á, thì vô tình chị mới nhìn qua bên đường á, trong đó có một cái bụi cây, thì chị thấy rõ ràng cái bóng dáng của anh thanh niên này á, cũng mặc cái bộ đồ học sinh luôn, đứng trong đó mà đưa cái tay ra ngoắc vậy nè, ngoắc kiểu như là muốn chị đi vô đây chơi vậy đó, mà chị đâu có dám nhìn đâu. Chị ôm chặt mẹ của chị vậy nè, kêu mẹ chị á, mẹ đạp lẹ lẹ về đi mẹ. Nhưng mà sau cái ngày hôm đó, chị để ý á, là cứ mỗi lần mình đạp xe đi học về á, thì cái hình bóng của anh thanh niên này cũng như là những cái tiếng bẩm 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 ở dưới cái mương nước á, ngày càng nó giảm dần, rồi chị hình như không có còn thấy nữa. Cứ tưởng đâu mọi chuyện á, nó đã êm xuôi rồi, người ta không có còn chọc chị nữa. Nhưng mà mọi chuyện nó còn tồi tệ hơn, và nó kéo dài rất là dài luôn. Tại vì không lâu sau á, là mọi người nghe cậu mợ hai kể lại á, thấy chị Hồng này có những cái dấu hiệu rất lạ. Điển hình như là ban đêm á, là cứ đóng cửa, ngồi ở trong phòng á, nói chuyện xì xào bình ơn nè, co hai gối lại vậy nè, mà ngồi như là ngồi đang trò chuyện với ai vậy đó, nói chuyện hoặc là nhìn ra cửa sổ, nói chuyện mình ơn y như là một cái người tự kỷ, một cái người bị tâm thần vậy đó. Và đỉnh điểm á, là nhiều khi mợ hai bả lén vô phòng ban đêm á, tầm 11, 12 giờ á, thì mới thấy cái chị Hồng này nè, tự nhiên thay đồ đẹp, bận đồ đầm, bận áo dài này nọ ha, rất đẹp, rồi trang điểm cái mặt rất đậm, ngồi ngay cái bàn trang điểm á, rồi á, vẽ mặt, vẽ mày đồ y chang là chuẩn bị đi sinh nhật của bạn vậy đó. Và đặc biệt rất là thích ngồi trước cái kiếng rồi cầm cái lược chải tóc, chải đầu hoài vậy đó, vừa chải mà vừa nói chuyện vậy nè, y chang một cái đứa con gái bị dông nhập vậy đó. Lúc đó thì cậu mợ hai rất là sợ hãi luôn, do là thấy con gái của mình bắt đầu có những dấu hiệu lạ, cho nên là cậu mợ hai á mới thường xuyên đi ra đi vô trong cái phòng này giữa đêm á, để mà quan sát nhất cử nhất động của chị Hồng. Trong một lần chị Hồng phát hiện cậu mợ hai á len lén để mà nhìn mình trong phòng á, thì chị Hồng rất là dữ. Thế là ba người đã cãi lộn với nhau luôn. Rồi á, chị Hồng mới quyết định á, đi ra ngoài để mà tự tử chết cho rồi đi. Hên là có mọi người can ngăn lại, chứ không thôi lúc đó chị Hồng á, đã chết đi rồi. Rồi sau đó, cậu mợ hai mới đưa chị Hồng lên chùa ở một thời gian. Lên trên đó thì sư thầy á, mới cho chị á, đọc kinh, rồi trì chú mỗi ngày. Sau vài tháng trời á, chị Hồng về tới nhà, thì mới cơ bản á, trở về một cái con người bình thường, không có còn những cái dấu hiệu lạ đó nữa. Đi chùa về á, thì cậu mợ hai ổng bả cũng yên tâm dữ lắm, cứ tưởng đưa con Hồng lên đó rồi nó nghe kinh kệ này nọ chắc là không có còn ai theo dựa nó nữa đâu. Sau đó thì chị Hồng về nhà cũng đi học tiếp, học đâu cho tới tốt nghiệp lớp 12 rồi đó thì chị Hồng không có đi học đại học mà quyết định đi lấy chồng. Sau khi lấy chồng về nhà chồng sống chung với chồng rồi đó, thì lúc này những cái biểu hiện khác lạ của chị Hồng nó lại nổi lên, và nó còn nhiều hơn là những cái lần trước nữa. Tại vì ngay từ cái ngày đầu về nhà chồng á, là chị Hồng rất là khác lạ rồi, rất là thường xuyên chửi bới chồng của mình. Có ai con dâu mới về nhà chồng mà chửi thằng chồng không ra gì hết, chửi như con không đẻ vậy đó. Trong khi hồi lúc hai người quen nhau á, đâu có chuyện gì xảy ra đâu, rất là êm đẹp luôn. Chắc là do cái anh chồng này á, ảnh thương chị quá, cho nên ảnh cũng không có nói gì hết trơn á. Cho tới khi chị Hồng mang bầu, lúc đó thì chị lại càng có nhiều biểu hiện lạ hơn nữa. Điển hình như là những lần chị nấu cơm á, thì lâu lâu á, không biết làm sao á, đi hốt bùn hốt cát á, lấy sình á, bỏ vô cái nồi cơm, trộn chung với cái nồi cơm á, rồi nấu lên đem cho mọi người ăn. Dở cái nồi cơm ra thì ai cũng hết hồn trơn á, hỏi con bị khùng hả không, làm gì mà con nấu cơm rồi con trộn bùn con trộn cát vô đây chứ vậy. Rồi ghê hơn là có cái lần đó, tự nhiên không biết bắt con mèo ở đâu á, đem nguyên con mèo sống rồi bỏ vô cái nồi nước sôi á, luộc chết con mèo luôn, rồi gắp con mèo ra để trong dĩa, lấy cái lòng bàn úp lại để mà cho mọi người ăn. Lúc đó mọi người cứ nghĩ là chị này không hề bình thường rồi. Tuy nhiên riêng anh chồng của chị Hồng á, thì cứ nghĩ chắc là do vợ mình mang thai rồi nó không có được ổn định vậy thôi. Nhưng mọi người vẫn ráng chịu đựng. Cho tới khi chị Hồng này đẻ con ra rồi đó, chị là càng dữ tợn hơn nữa. Điển hình á, là ngày càng chửi bới chồng của mình, mà không biết lý do gì hết trơn á, cứ thích là chửi thôi. Và đặc biệt á,
lúc nào cũng muốn giết cái đứa con của mình mới vừa đẻ ra. Đẻ đứa con ra mà không hề thương yêu gì nó hết trơn á. Cái lần đó, tự nhiên là chuẩn bị đem thằng nhỏ vô nhà tắm để mà tắm cho đứa con của mình. Đang ngồi tắm cho nó rất bình thường vậy đó, thì chị Hồng bả mới rú lên, bả la y như một con thú vậy đó. Rồi á, bả lấy tay á, bả chấn nước thằng nhỏ. Thằng nhỏ nó la, nó khóc quá trời khóc. Hơn là những cái lần đó, người lớn người ta đều ở đó, cho nên người ta can ngăn ra. Thế như vậy á, thì không còn ai nể nang gì hết trơn á. Người ta mới giật thằng nhỏ ra, rồi đưa thằng nhỏ đem về cho cậu mợ hai của bạn nuôi, chứ không dám để trong cái tầm tay của chị Hồng này nữa. Tại vì biết á, chị Hồng này không được bình thường rồi. Có một cái điều mà mọi người chú ý á, đó chính là kể từ sau khi chị Hồng này sanh em bé ra đó, cái giọng của chị không còn là giọng của chị hồi lúc trước nữa. Lúc này giống như là chị đã bị bể tiếng á mọi người. Cái giọng nó ồn ồn giống như là một cái người đàn ông gì đó, nghe rất kỳ. Đỉnh điểm là những khi á, chị chửi lộn với chồng của chị á, cái giọng của chị y chang như hai thằng đàn ông đang cãi lộn với nhau vậy đó. Cho nên lúc này mọi người á, đã quyết định đưa chị đi khám ở cái khoa tâm lý á. Cô bác sĩ người ta nói cái gì, nếu như mà người ta điều trị không hết nữa đó, thì mới tìm tới cái liệu pháp tâm linh, dẫn chị đi tìm thầy. Nhà chị không phải là một cái nhà mê tín nha, người ta vẫn tin khoa học trước khi mà đi tìm tới những cái người thầy đó. Và trong suốt cái thời gian thực hiện cái liệu trình điều trị tâm lý của bác sĩ á, thì mọi người vẫn để cho chị Hồng này sống ở nhà như bình thường thôi. Con của chị á, lúc đó đã được để nhà của cậu mợ hai rồi. Lâu lâu á, chị Hồng vẫn qua nhà cậu mợ hai để mà thăm con của mình. Tuy nhiên mọi người có nói với nhau á, là hạn chế cho nó động vô cái đứa nhỏ này nha. Nhiều khi á, nó lên cơn rồi không biết nó làm gì thằng nhỏ nữa. Cho nên ngày hôm đó cậu mợ hai có đi ra ngoài đường á, đi công chuyện. Thành ra mới nhờ bạn á, là qua nhà coi giùm cái thằng nhỏ, đừng có cho chị Hồng động vô nó. Rồi bạn cũng qua nhà cậu mợ hai. Lúc đó thằng nhỏ nó đang ngủ trong nhà, ổng bả đi hết rồi. Bạn đang ngồi nè, cái bạn mới nhìn ra ngoài cổng á, thì bạn thấy chị Hồng từ bên nhà chồng của chị á, đi về nhà của cậu mợ hai để mà thăm con. Mà bạn thấy chị Hồng rất là lạ, cái vẻ mặt cứ lắm la lắm lét à, mà kiểu cái thái độ á, y chang một đứa con nít vậy đó, chứ không phải là một cái người lớn bình thường như tụi mình đâu. Đi tơn tơn vô nhà vậy nè, rồi cái hỏi ê, có cậu mợ hai ở nhà không? Thì bạn mới nói là ổng bả đi chợ rồi, không có ở nhà. Cái bắt đầu chị Hồng á, mới đi xăm xăm vô nhà, hỏi con của tao đâu. Thì bạn mới nói là con của bà nằm chổng á, nó ngủ chổng rồi. Rồi sau đó bạn mới thấy á, chị Hồng này mới ẵm nhỏ lên, xốc thằng nhỏ lên vậy nè. Nhỏ đang ngủ nó giật mình chới giới vậy đó, nó khóc quá trời khóc. Nhưng mà bạn cũng thôi, bạn nghĩ bình thường thôi mà, chắc là do chị Hồng á, bà nhớ con của bà rồi bà về đây bà nựng con của bà thôi. Lúc đó khoảng 12 giờ trưa, bạn cũng chủ quan nữa, không có để ý, ngồi trên cái ghế á, mà bấm điện thoại. Một hồi sau bạn mới thấy là chị Hồng này nè, bà ẵm thằng nhỏ, rồi bà để nó trong góc nhà, bà thả nó xuống sàn vậy nè, cho nhỏ nằm lăn lóc vậy đó. Nó sợ quá, thằng nhỏ nó sợ, rất sợ luôn, nó khóc quá trời khóc. Còn riêng bà đó, thì lúc này bà mới lại cái gương gần đó, cái chỗ cái bàn trang điểm của bà mở hai á, bà mới ngồi xuống đó, rồi bà lấy cây lược á, bà chải đầu. Bà ngồi bà chải cho chải mà bà hát. Bà hát vu vơ mình ơn vậy đó, ngồi hát nghêu ngao hoài vậy đó. Lúc đó là bạn hết hồn rồi, bạn mới chạy thiệt là nhanh lại cái chỗ đó. Bạn xốc thằng nhỏ này lên, bạn định ẵm thằng nhỏ. Bạn vừa ẵm thằng nhỏ thôi á, thì bất ngờ bà mới ngồi chỗ cái kiến á, bà quay cái mặt lại, giống như bà đã phát hiện bạn đã vừa động vô cái đứa con của bà vậy đó. Bà quay cái mặt lại á, thì lần này bạn nhìn kỹ cái mặt của chị Hồng á, bạn khẳng định đây không phải là cái người chị của mình từng quen biết. Tại vì á, tự nhiên cái mặt của bà nó đỏ bừng lên vậy nè, nó đỏ là đỏ mà nó hồng y chang là đang đứng ngoài nắng vậy đó. Mà cái con mắt của bà nó mở to lên, nó lông sòng sọc vậy nè, hai cái lỗ mũi của bà mở vậy nè, giống như bà đang thở vậy nha. Còn cái miệng của bà chành cái răng ra mà cứ nghiến răng ken két vậy nè. Nhìn bạn một hồi, tự nhiên bà mới giật cái thằng nhỏ lại. Bà giật thằng nhỏ từ tay của bạn vậy nè, chưa kịp nói gì hết trơn á, bà ẵm thằng nhỏ đi thẳng ra ngoài cổng luôn, rồi chạy ra hướng cái ngoài cái đập nước á, là cái chỗ mà ngày trước chị Hồng đã từng gặp cái anh thanh niên đó ngoài đó. Bà chạy thẳng rồi đó, y như bà điên vậy đó. Lúc đó bạn muốn xỉu vậy đó, bạn chạy theo bà, mà vừa chạy bạn vừa la, la dữ lắm, la cho chòm xóm xung quanh á, người ta tới người ta giúp bạn. Rồi người ta cũng túa ra, nhưng mà không ai chạy lại bà hết trơn á. Bình thường á, bà mới đẻ mà, bà yếu xìu hà, mà sao không biết hôm nay bà chạy dữ dằn chứ không biết nữa, đi dò không, mà chạy phịch phịch ẵm thằng nhỏ đi lại hướng cái đập nước á. Bạn mới sợ là bà lại đó bà giết thằng nhỏ nữa, bạn rất sợ luôn. Cũng hên một cái á, bạn la làng lớn vậy đó, có một cái anh đó, ảnh đang đi trước mặt của chị Hồng này, thì ảnh mới nghe được cái lời kêu của bạn. Ảnh mới quay lại, ảnh ôm chị Hồng này lại, dằn có một hồi ảnh cũng định là ẵm cái thằng nhỏ này.
Tuy nhiên ảnh không có làm lại cái chị Hồng này luôn. Mặc dầu ảnh là một cái người thanh niên lao động chân tay nha, mà không làm lại luôn. Một hồi bà giành được thằng nhỏ rồi, bà chạy lại cái ao nước, chạy lại cái ao nước đằng cái đập, bà thả thằng nhỏ xuống nước, rồi bà nhảy xuống nước luôn. Bà rớt xuống nước rồi nha, bà vẫn ngoi cái đầu của bà lên, bà cười the thé vậy đó, ai cũng sợ hết trơn. Nhưng mà lần này mọi người đã tới kịp lúc đó rồi. Tại vì hồi nãy giờ mọi người ta cũng chạy theo, nhưng mà có điều người ta chạy không kịp thôi. Rồi nhanh chóng người ta mới xuống đó, người ta vớt cái thằng nhỏ này lên, vớt thằng nhóc lên á. Hên á, chỉ có 2 phút thôi, thằng nhỏ nó chưa có bị tắc thở. Vớt thằng bé lên xong á thì mới vớt bả lên. Vớt bà chị Hồng lên rồi á thì mọi người biết rồi, không có chờ đợi tới bác sĩ gì nữa hết trơn á, ẵm nhốt lại đem lên chùa liền luôn. Lên tới chùa đó, thầy cũng đưa chính điện ngồi, ngồi trong đó mà đâu có chịu nghe lời của sư thầy đâu. Sư thầy làm phép cỡ nào đi chăng nữa, chị Hồng bả quậy dữ lắm. Bà đập luôn cái bàn tổ của người ta, đập luôn cái điện thờ luôn, kiểu như là có được cái gì là cầm, đập, đập lư hương, đập cái này đập kia tùm lum hết trơn, rồi banh chành cái điện của người ta hết luôn. Chị Hồng quậy tới nỗi mà sư thầy cùng với tất cả những người nhà ngồi xung quanh làm không lại luôn mà. Đỉnh điểm là chị Hồng còn đưa tay đánh vô cái mặt của vị sư thầy đó luôn. Thầy đau quá, thầy mới nói là cái này là nó là quỷ dữ rồi, thầy không thể nào mà thầy làm lại nó hết. Bây giờ đi về đi, thầy không làm lại, chứ ở đây một hồi nó phá banh cái chùa của thầy luôn. Tuy nhiên trước khi về thầy có cho một cái tràng hạt để mà đeo vô trong tay, rồi mọi người cũng đi về, chứ không thể nào để chị Hồng tiếp tục ở trong cái chùa đó nữa cả. Về tới nhà thì cũng chối nhốt chị Hồng lại, chứ đâu dám thả ra nữa đâu, tại vì quá là sợ rồi. Nhà của bạn thì ở miền ngoài, chứ không phải ở cái miền trong của mình đâu. Lúc đó thì cũng nghe nói ở trong miền Tây này nè, nhiều thầy giỏi dữ lắm, đâu mình thử vô trong Nam một chuyến coi, coi người ta có làm được hay không. Bắt đầu mọi người mới bắt xe, rồi đi thẳng trong này nè. Lần đầu tiên cũng vô trong miền Tây của mình để mà tìm thầy. Cái vị thầy đó người ta cũng làm không có được. Đỉnh điểm là trong lúc đang làm bùa làm phép gì đó, thầy bị học máu luôn. Ông thầy ông mới ngã ra, máu họng, máu mũi của ông thầy nó trào trào ra vậy nè. Rồi thầy mới vực ngồi dậy, thầy nói thôi, thầy không làm được. Bây giờ nó hút hồn của thầy, tại vì nếu mà thầy cứ làm tiếp tục chắc chắn thầy sẽ thua, thầy chết dưới tay của nó, chứ không tài nào thầy làm lại được hết trơn á. Thôi gia chủ dẫn con bé này về đi. Khi đó thầy cũng không biết phải làm gì hết, thầy người ta cũng trả về rồi nhưng vẫn còn ở dưới miền Tây, cho nên thôi cứ đi hỏi đại người dân vòng vòng ở đó đó, coi có cái chỗ nào thầy hay á thì đi tiếp đi một hai thầy nữa rồi mình bắt đầu mình về quê của mình. Lúc đó được người ta chỉ một cái bà thầy ở Tiền Giang. Vô tới thì bà thầy chưa kịp làm gì hết, bà thầy nhìn bà thầy đã biết rồi. Bà thầy nói cái này là quỷ, thuộc loại quỷ dữ rồi, cho nên bà thầy bà rất là sợ, bà không có làm. Bà nói thẳng luôn, tại vì nếu mà tôi nhận cái ca này, tôi giúp đỡ cô này thì chắc chắn tôi bị nó quật. Cô thì cô khỏe, còn tôi mệt nè, tôi chết dưới tay của nó đó, thôi tôi không có dám làm. Khi mà nghe cái bà thầy nói vậy đó thì cả gia đình mới tuyệt vọng rồi, định là thôi bây giờ đi về nhà đi rồi tính sao, chứ không thể nào tìm ở đây được nữa rồi. Tại vì cũng xa nhà quá, xuống tận tới miền Tây nữa mà, đâu phải ở dưới đây lâu hoài được đâu. Rồi gia đình cũng quyết định quay xe trở về quê của mình. Trên đường về có đi ngang tỉnh Bình Định. Lúc mà ghé lại Quy Nhơn thì có đi ngang một cái ngôi chùa này ở ven đường thôi. Bạn thì bạn không có nhớ tên ngôi chùa là chùa gì, nhưng mà trước cái cổng chùa đó có một cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát rất lớn. Thành ra gia đình mới định vô chùa, cúng chùa, rồi nói chuyện với sư thầy ở đây coi người ta có giúp đỡ được hay không. Cúng bái xong ra cũng nói chuyện với sư thầy, kể cho sư thầy nghe hết đầu đuôi ngọn ngành sư thầy mới cho một cái địa chỉ của một cái người này. Thầy nói bây giờ tới chỗ này thử coi ông này làm được hay không, tại vì cái người này cũng rất là giỏi đó. Gia đình biết ơn thầy dữ lắm, rồi cũng cảm ơn thầy, bắt đầu đi tìm cái người kia. Ông cậu hai em kể lại cúng chùa xong là đi qua cái địa chỉ đó liền luôn. Tới hiện tại bây giờ cậu hai không tài nào nhớ nổi cái địa chỉ đó cả. Ông chỉ biết cái con đường mà chạy xe đi vô là một cái con đường hoàn toàn bằng đất. Một bên là nhà của người dân, một bên là đồng trống không à, toàn là cây tre với lại những cây dại không à. Chạy sâu sâu vô bên trong thì mới thấy người dân cái chỗ này người ta sống chung với mộ mã. Kiểu như là giữa một hai ngôi nhà là có một cái chòm mã. Mà mã ở đây rất ngộ, có những ngôi mã mới, những ngôi mã bằng xi măng khang trang, và cũng có cả những cái mã rùa mọi người. Những cái mã bằng đất người ta đắp lên nó tròn tròn y như cái mai rùa vậy đó, nhìn cũng khá là ghê. Mà cái khung cảnh ở đây yên bình dữ lắm nha. Chạy sâu sâu vô trong
Thì cậu hai càng thấy hai bên tre không à, tre mà nó mọc á, nó mọc hai bên đường thành cái vòm luôn á, nó mát tới nỗi mà không thấy được ánh mặt trời luôn. Chạy càng sâu vô trỏng á thì càng cảm thấy như làm hai bên đường có ai dõi theo tụi mình vậy đó. Chạy hoài một hồi không biết chạy chừng nào mới tới, cho nên nó làm mới hỏi người dân ở đó, người ta cũng nhiệt tình trễ dữ lắm. Người ta chỉ á, chạy chừng nào thấy có cái nhà mà phía trước á có cái hàng rào bằng cây râm bụt á là nhà của ổng đó. Sau đó thì cái bà chỉ đường á, bà sợ là ông cậu ổng tìm không được nhà của ông thầy, cho nên bà cũng đi theo luôn. Bà đi tới một hồi á, thấy tuốt ở đằng cuối con đường này nè, có cái mái nhà. Chạy tới trước nhà thì thấy phía trước á có một cái hàng rào, một cái hàng rào bự lắm mà nó được làm bằng một cái hàng cây dăm bụt với một cái hàng dừa. Bước vô trong sân á thì thấy có cái vườn rau, dương cái chuồng bò cũng bự dữ lắm. Rồi cái bà này á, bà mới kêu lớn lên, bà kêu tên của ông thầy nhà nè, nhưng mà cậu hai không có nhớ tên. Kêu ổng ra đó, ổng cũng bước ra, nhìn thấy một cái ông đàn ông hơn 40 tuổi hà, nhưng mà con cái á là đầu tóc của ổng bạc phơ vậy đó, nó trắng tươi, cái râu của ổng cũng dài mà trắng dữ lắm, nhưng nhìn mặt của ổng không hề già. Khi đó thì cậu hai mới thấy ổng đứng, ổng nhìn mọi người mà mắt của ổng lườm lườm vậy nè. Ổng không cười, không nói, không chào gì hết. Con mắt của ổng nó sắc lẻm gì đó, nó trong veo y chang như mắt của mấy con cú mèo vậy đó, nhìn rất là sợ. Rồi sau đó ổng mới mời mọi người vô nhà ngồi, mời nước uống. Cậu mợ hai mới kể lại cái tình trạng của chị Hồng cho ổng nghe. Lúc đó cũng có chị Hồng đi theo luôn. Ổng ngồi đó thì ổng mới nhìn chị Hồng á, ổng nhìn một hồi cái ổng mới thở dài. Ổng nói hơi bị nặng dữ lắm rồi. Mà cái này á, quỷ, quỷ nặng chứ không phải là ma gì trơn á. Mà chị Hồng á, không phải lúc nào bà cũng hung dữ đâu. Lúc này khi mà tới nhà thầy á, bà ngơ ngác y như một đứa con nít vậy đó. Xong rồi á, thì ông thầy mới nói á, thôi, gia đình nếu như mà không có chuyện gì gấp á, thì thủng thẳng đi, ở nhà của tôi một hai bữa đi, rồi tôi mới có thời gian, tôi làm được. Nhà tôi thì rộng dữ lắm, cái chỗ này là cái phòng khách, chỗ tôi thờ. Ở phía sau á, tôi có mấy cái nhà tôi để đồ lặt vặt không à, vô đó ngủ đỡ đi. Ở đây tôi đầy đủ tiện nghi hết, đừng có lo gì hết á, cứ ở đây đi. Ngồi nói chuyện một hồi á, thì lúc này cũng cuối ngày rồi, cho nên mọi người á mới đem đồ đạc vô mấy cái phòng trống á, ở nhà của thầy á, nghỉ ngơi đỡ đêm đó. Qua hôm sau á, thầy mới dẫn cả nhà đi vô cái vườn cây ăn trái phía sau nhà của thầy. Không phải thầy giới thiệu cái vườn cây ăn trái này đâu, ra ngoài đó để mà thầy á cắt giùm cái duyên âm cho cái chị này. Đi qua cái vườn cây rồi đó, thầy bắt đầu đi thêm một cái vườn. Cái vườn đó trồng toàn là củ khoai mì không hả. Đi hết cái vườn khoai mì đó, bắt đầu á đi ngang một cái cây cầu bằng gỗ. Ở dưới cây cầu này á là một cái mương nước khá là lớn. Qua cây cầu á thì trước mắt mọi người là một cái khung cảnh rất là lạ. Là tại vì á, ổng nói là ổng thấy có rất là nhiều những cái ngôi nhà mà lần đầu tiên trong đời, từ nhỏ tới lớn ổng mới thấy luôn. Có những cái ngôi nhà thì cái mái nó nhọn là gì nè, mái nhọn y như là những cái ngôi nhà của người Khmer vậy đó. Rồi có những cái ngôi nhà cái mái nó hình tròn, cái hình vòm mà nó tròn vậy nè. Có những ngôi nhà nó tròn do y như cây nấm vậy đó, nhìn rất là ngộ luôn. Rồi sau đó ông thầy mới dẫn mọi người vô một cái ngôi nhà bự nhất ở trong cái nhóm nhà đó. Mọi người mới đứng ở đó, ông thầy mới vô mở hai cánh cửa này ra. Mà cậu hai nói hai cánh cửa này nó cũng đặc biệt dữ lắm. Hai cánh cửa bằng gỗ bự lắm nha. Một bên á thì khắc hình một cái ông già có râu dài mặc cái bộ đồ của người xưa đó. Một bên á thì là hình của một cái bà già luôn. Vô tới đó rồi á, thầy mới kêu mọi người ngồi yên vị ở đó đi, ngồi vòng vòng cái chị Hồng này nè để mà thầy làm phép. Cái lúc thầy làm phép cụ thể sao á cậu hai không còn nhớ nữa, nhưng mà cậu hai chỉ nhớ á, sau đó ổng mới lấy tay ổng đưa vô họng của chị Hồng này á, ổng móc ra một cái lọn tóc vậy nè. Một cái lọn tóc mà trong cái tóc này á giống như nó đóng rong đóng rêu vậy đó, nó lên móc màu xanh luôn. Ổng mới nói á, cái đống tóc nhớp nhát này nè là cái đống rong rêu á từ ở dưới cái con đập đó đó. Cái con nhỏ này á nó bị một cái con quỷ ở dưới cái đập nước đó đó, nó đi theo lâu lắm rồi. Mà bộ ở nhà không biết hay sao mà tới bữa nay mới tìm tới tôi vậy. Cũng hên á là do lúc con nhỏ này nó còn ở nhà của nó, nhà cũng có phước nhiều lắm, cho nên là con quỷ này á nó chưa có hành động được. Nó đợi cho tới khi nào á cái con bé này về nhà chồng, qua bên đó không còn ở chung với nhà của cha mẹ nó. Tại vì cái nhà đó có thờ ông bà cửu quyền, nó không có dám làm. Khi mà ở bên nhà chồng ra riêng đồi đó, con quỷ này mới có thời cơ để bắt con nhỏ này đi xuống dưới làm vợ của nó luôn. Nhưng mà cũng hên, có ai hồi trước đã từng đưa cái sợi chuỗi này cho con nhỏ này đeo đúng không? Thành ra mới cầm cự tới ngày hôm nay nè. Chứ không thôi, con nhỏ này bị bắt lâu rồi. Mà cũng đúng thiệt, cái sợi chuỗi đó chính là do cái người thầy ngày hôm qua
mới vô cho chị đeo đó. Rồi sau đó ổng mới lấy cái lọn tóc này nè, ổng bỏ ở trong một cái hũ gỗ, lấy cái lá bùa dán lại, rồi đem ra một cái tháp. Cái tháp bằng đá mà cái nóc nó nhọn nhọn ở đằng kia, ổng đeo ổng bỏ vô đó. Thì cậu hai mới hỏi là cái tháp tháp gì thầy. Ông thầy mới nói đây là cái tháp để mà nhốt hung là ma là quỷ đó. Rồi thầy còn nói thêm á, khi mà đứa con nhỏ này về á, đừng để cho nó ở nhà, đem nó lên chùa đi, cho nó nghe tụng kinh vài tháng đi, rồi đem nó về, nó hết á. Ngày hôm đó làm lễ xong á thì cũng trễ rồi, cho nên định á là ngày hôm sau á, gia đình cậu hai mới rời đi, đi về nhà. Trước khi đi về á, rối rít cảm ơn ông thầy dữ lắm, tại vì biết á, thầy này á, rất là hay. Rồi cậu hai còn nói á, khi mà con về con ổn định á, con tới con trả lễ cho thầy, con mua đồ này kia con tới con cúng. Ông thầy ông cũng cười thôi, ông nói ừ thì muốn mua gì thì mua. Tuy nhiên khi mọi người lên xe ra về, chạy được một đoạn xa rồi thì không ai nhớ rõ được cái khuôn mặt của ông thầy này cả. Không biết sao mà cũng không nhớ rõ địa chỉ luôn, chỉ nhớ rõ những cái căn bản, những cái nào đáng nhớ nhất thì nhớ thôi. Về tới nhà thì cậu hai cũng tức tốc đưa chị Hồng này lên chùa vài tháng trời luôn. Cho tới khoảng một năm sau, chị Hồng đã bình thường, không còn những dấu hiệu lạ gì cả. Lúc đó mọi người định về Bình Định một chuyến, về lại ngôi chùa đó để mà hỏi sư thầy cái nhà của người thầy đó ở đâu. Tuy nhiên lúc này về Bình Định thì sư thầy trong chùa nói là ổng đã chuyển đi nơi khác rồi. Gia đình cũng không biết sao, cũng đi tới những cái chỗ xung quanh hỏi là miêu tả cái chỗ nó dạng vậy đó, nó có những ngôi nhà rồi có những ngôi mộ gì đó, nhưng mà người dân ở đó tuyệt đối là người ta không biết cái chỗ là chỗ nào hết, cũng không biết ông thầy đó là ai luôn. Cuối cùng là cho tới bây giờ, mặc dầu chị Hồng đã khỏe hoàn toàn, nhưng mà tung tích của người thầy này thật sự là tìm rất là khó, và có thể suốt cả cuộc đời không thể nào tìm ra được thầy luôn. Và câu chuyện này cũng đã kết thúc tập truyện ngày hôm nay của chúng ta. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người.